tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu cách tiếp cận. Điều này khá mới. Tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu này đơn giản thế này em ạ, là data không phải là của chúng ta. Tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu là gì? Nói một cách đơn giản là gì? Chúng ta sử dụng data đi thu thập được, những cái data đấy không phải của mình, mà data là những dữ liệu được những đối tượng nghiên cứu thuộc cung cấp cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ tính bảo mật của nó, đúng không ạ? Chúng ta phải chỉ được sử dụng data đấy với mục đích mà chúng ta hứa với người được thu thập là chúng ta được sử dụng. Cuối cùng là chúng ta phải có một thời gian biểu để chúng ta xóa bỏ và gọi là hủy bỏ cái dữ liệu đó đi. Cái thứ nhất là chúng ta chỉ được sử dụng nói thế nhỉ, chúng ta chỉ mục đích cuối cùng của tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu là người ta không bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi việc chúng ta sử dụng những cái dữ liệu đó. Người ta có thể được bị ảnh hưởng tiêu cực bằng việc là những cái điều người ta nói chúng ta sẽ đi tiết lộ người khác, tiết lộ với sếp của họ, tiết lộ với chính phủ, tiết lộ với những tổ chức khác mà khiến họ sẽ bị ảnh hưởng theo một cách nào đó, đúng không ạ? Có thể là tốt, có thể xấu, nhưng hầu hết là khi người ta không nói không dữ liệu trong báo chí thì không có vấn đề gì, những public information không có vấn đề gì em nhé. Những cái mà you get from second resources with proper quotations and citations, you can use it. Unless they say that you need to ask for their permission. Có nghĩa là nếu mà bạn lấy một số các figure hoặc chart hoặc là pictures mà người ta nói là it's copyrighted đó, thì bạn cần phải xin phép người ta mới sử dụng được. Còn hầu hết cái ethics ở đây chủ yếu là dựa trên những private data, tức là những cái dữ liệu của cá nhân hoặc do cá nhân chia sẻ đưa cho chúng ta với mục đích nghiên cứu, thì chúng ta chỉ được sử dụng với mục đích nghiên cứu. Nhưng mà mục đích nghiên cứu là gì? Chúng ta sẽ nói rõ là tôi sẽ dùng để viết một bài báo, hai bài báo, và tôi sẽ chỉ sử dụng nó trong vòng 5 năm, và sau 5 năm thì tôi sẽ cần phải xóa bỏ nó đi. Nhưng không chỉ thế, nó còn là trong quá trình mà tôi sử dụng cái dữ liệu này, tôi làm sao để làm báo cho là một người khác tự nhiên đi qua máy tính của tôi không copy hết những dữ liệu đấy về. Vậy thì tôi phải bảo vệ dữ liệu bằng gì? Là tôi phải code nó, đúng không ạ? Tôi phải cho password, máy tính tôi phải có password username, hoặc thậm chí là tôi phải là toàn bộ những cái dữ liệu người ta đưa cho tôi, những cái dữ liệu liên quan khiến cho người ta có thể xác định là người đấy, ông đấy, bà đấy nói là tôi phải xóa đi, đúng không ạ? Ví dụ như là người ta có thể nói là tôi rất yêu người này, tôi rất thích cái dự án này, tôi rất thích cái chính sách này. Tuy nhiên người ta lại nói lỡ ra một câu là vai trò của tôi là luôn luôn đưa ra những chính sách này và tôi sẽ luôn luôn duyệt các dự án này, thì người ta nói phát thì người ta sẽ biết ngay đây chắc là bộ trưởng rồi hoặc là phó bộ trưởng rồi. Vậy thì những câu đấy bạn cũng phải xóa bỏ đi, đúng không? Những cái lúc người ta nêu tên người một cách chính xác cũng phải xóa bỏ đi, đúng không? Hoặc là cái interview data đấy, cái tên chúng ta sẽ dựa trên là ông ABC làm tại tổ chức này, bạn phải xóa bỏ đi. Bởi vì đấy người ta gọi là identifiable information, người ta dựa trên thông tin đấy, người ta xác định được cái người đưa thông tin đấy là ai. Đấy. Thì thực ra đạo đức là nghiên cứu về cuối cùng có quan trọng chỉ là gì? Là tất cả những thông tin đưa ra phải được sử dụng đúng mục đích, được bảo vệ, được bảo mật và cuối cùng phải được tiêu hủy theo một thời gian nhất định. Chúng ta không bao giờ được giữ data forever nhé các bạn nhé. Maximum là 10 năm. Thật thường chỉ 5 năm thôi. Vệ cho quyền lợi của người cung cấp thông tin. Vũ Thị Thanh Mai, thưa cô, cho em hỏi nếu em làm tổng quan hệ thống và xuất bản bài báo thì có cần đề cập đến đạo đức nghiên cứu không? Thường là không, nhưng mà để em xuất bản được bài báo, khi em submit bài báo thì người ta hỏi ngay là cái em đã làm ethics chưa, và em sẽ cần tick một box giấy, và sau này người ta nào đào ra là em chưa làm ethics application thì bài báo của em sẽ bị retract, tức là sẽ bị rút. Còn có một số journal nó được phụ thuộc với journal ha. Một số journal thì trong cái phần methods ấy, em sẽ phải nhắc là cái quá trình em làm, em gain ethics approval rồi em liên hệ với người phỏng vấn như thế nào đấy. Nhưng hầu hết là bởi vì cái ethics application này nó khá là standardized á.
Cho nên người ta yêu cầu, người ta assume là em sẽ không thể nào nộp bài báo được cho đến khi mà em có, em đã go through proper ethics clearance and application. À, và với việc tick box là gì, I believe that everything I said is true and fair, là is accurate to the best of my knowledge, tất cả những điều tôi nói ở đây là hoàn toàn chính xác trong toàn bộ khả năng kiến thức của tôi. Nếu mà sau này người ta phát hiện em nói dối thì tất cả người ta sẽ question tất cả những nghiên cứu khác em làm thôi. Cho nên đừng nó không phải cái chuyện có đề cập hay không, mà vấn đề em cần phải làm điều đó. Còn việc disclosure hay không không quan trọng. Cho nên là em mà không đi qua được đạo đốc nghiên cứu, em không làm ngay từ đầu thì không nên làm nghiên cứu đó. Chúng ta đã làm, chúng ta nên làm thực tế, bạn ạ. Không đảm bảo phần ethics và báo chắc không? Phải reject. Không phải reject mà không nộp được luôn các bạn. Bạn phải tick cái box là it has been gone through the proper ethics clearance. Còn dĩ nhiên bạn cứ tick mà sau này bài báo của bạn có vấn đề gì đấy, thì lúc đó người ta không chỉ reject bài của bạn mà người ta sẽ put a question mark on every other research you have done. Người ta mới bảo con sâu làm rầu nồi canh á, bạn cả nồi canh bị đổ đi luôn ấy. Lúc đó người ta sẽ đi lại, người ta nghiên, người ta investigate toàn bộ cái portfolio của các bạn đó. Các bạn có muốn check risk hay không? Nộp bài nghiên tạp chí nghiên cứu làm sao họ biết là kiểm tra mức độ tuân thủ đạo đức nghiên cứu của mình để thông qua từ chối bài của mình ạ? Người ta không có thời gian để kiểm tra các bạn ạ. Nhưng mà có những người sẽ biết bạn, người ta sẽ biết cái nghiên cứu của bạn để có thông qua hay không, người ta report với bạn, report bạn với cái journal đó. Thì lúc đó người ta sẽ retract, còn không ai có thời gian sẽ đi vào hội đồng nghiên cứu hoặc là đi hỏi những người đã cung cấp thông tin của bạn là bạn đã đi qua hay chưa. Mà đây là accepted practice, người ta không đi tìm hiểu mà người ta tin là bạn sẽ theo điều đấy, bởi vì cái risk khi bạn không đi theo cái tiêu chuẩn đó với bạn sẽ rất là cao. Systematic review paper người ta ethics là liên quan đến bảo vệ quyền lợi người cung cấp thông tin. Còn systematic review, bạn có hỏi ý kiến của ai đâu, bạn đi phân tích những secondary data mà, đúng không ạ? Giống như bạn đi cách bạn đi phân tích tất cả những bài báo từ những không từ tạp chí, không phải là academic scholar mà cái cả magazines, practical magazine, người ta gọi secondary data. Secondary data là gì? Data đã được publish ở chỗ khác rồi, bạn không cần là ethics, trừ khi là trong những cái publish data đấy có những copyright thì lúc đấy bạn cần đi xin permission. Một số bài báo Trung Quốc khéo lòng ngành hình bản đồ lưới có liên quan đạo đức. Đây không phải đạo đức nghiên cứu mà đây là mục đích chính trị. Đạo đức nghiên cứu là liên quan đến thông tin của người cung cấp thông tin. Các bạn biết primary data khác secondary data gì ạ? Primary data là mình là người đầu tiên họ cung cấp thông tin đó cho, và mình là người đầu tiên publish cái thông tin đó ra public domain. Còn secondary data là gì? Là một người đã xuất bản thông tin đó rồi và tôi sử dụng lại thông tin đó, cho nên tôi là sử dụng thông tin thứ cấp. Còn primary data là data của tôi, là data lần đầu tiên được đi ra public. Còn mục đích chính trị thì thôi, mình không có ý kiến gì đấy. Dĩ nhiên là không đạo đức rồi, nhưng mà đạo đức trong nghiên cứu là liên quan đến việc bảo vệ thông tin.